Con này F1 đẹp quá cơ, như rừng rạc của mọi người ạ. Nhưng mà do lần trước ấy mình tức là lúc cái con lúc cái con đấy đang gáy kìa, lúc cái con rừng rạc kia là chưa sung nên là mình thả con này đạp mái. Nên là sau khi con rừng rạc kia sung rồi thì mình lại nhốt con này đó, thì lại không nhốt vào cái lồng này. Nếu mà mình nhốt vào cái lồng này thì quá ok mọi người ạ, nhưng mà lại không nhốt vào cái lồng này. Đẹp quá mà học chân này. Giá như lúc đó mình nhốt vào cái lồng này thì quá ngon rồi, gà không bị hỏng chân rồi. Đó nên là mình để xích lên cái kia này, cái chỗ có cái vải kia ấy. Đó. Đó nên là giờ gà nó hỏng chân rồi. Tiếc quá. Đẹp thế này mình. Đó, đẹp lắm con này mọi người ơi. Rất đẹp. Con này thì bây giờ chỉ mang về làm mồi ở làm nọc thôi. Nhưng mồi thì hỏng chân thế này thì không dám đá nữa đâu mọi người ạ. Đẹp ghê. Như rừng rạc luôn mọi người. Đấy, càng ăn khỏe. Đó, mình đăng lên cho mọi người xem nhá. Anh em làm đó thật sự đam mê và mang về làm mồi thì vui lòng liên hệ với mình nhá. Đẹp thế này mà. Hậu trần nữa rồi. Đó. Đẹp thế nhỉ. Mọi người chờ một chút để nó gái đã nha.